Khi mà nghĩ tới án tử hình, hẳn là chúng ta thường nghĩ tới là xử bắn hay là tiêm thuốc. Vậy liệu còn những cái cách nào khác không? Và nó nhiều như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem ở mỗi quốc gia khác nhau thì sẽ có những cái cách tử hình khác nhau như nào nha. Ok, chúng ta bắt đầu. Bắt đầu tại Brazil là xử bắn, ở Trung Quốc là tiêm thuốc, ngay cạnh là ở Indonesia cũng là xử bắn. Ủa, vậy là cái cách xử bắn lúc đầu ở Brazil và của Indonesia khác nhau. Một cái là tử tù sẽ đối mặt với nhiều người và một cái là tử tù sẽ quay mặt đi. Tại Pakistan là treo cổ. What? Ả Rập Saudi. Trên lá quốc kỳ của họ có thanh gươm và cái cách mà họ xử tử cũng là dùng một thanh gươm. Cách này hơi ghê nha. Cái gì? Ở Đức án tử của họ là chôn sống. Tại Belarus là bắn và tại Triều Tiên tiếp tục là xử bắn. Tại Mỹ là cho ngồi ghế điện. Đúng rồi, có một vài kẻ sát nhân hàng loạt bị ngồi ghế điện. Chúng ta nhìn chung thì cách nào cũng chỉ mục đích duy nhất là tiễn tử tù ra đi, chỉ có là trông nó rùng rợn hay là nó khiến cảm giác đau đớn nhiều hơn mà thôi. Cái gì vậy? Ở Anh còn thiêu á? Ghê vậy. Syria tiếp tục là treo và tại Thái Lan là tiêm thuốc. Vậy là gần đây chúng ta nghe bà Trương Mỹ Lan là cũng sẽ xử tử theo cái cách tiêm thuốc này. Tính ra là quanh chúng ta có Trung Quốc và Thái Lan cũng giống luôn. Bangladesh là treo. Cái cách treo này dù là khá là cổ xưa nhưng mà nếu mà tính ra thì cũng là tự lạn nhân thôi. Somali, trời ơi, tưởng là Việt Nam nhưng mà bị sai màu chứ. Chỉ khác mỗi chúng ta là họ là nền xanh và sao trắng và họ là xử bắn. UAE giờ mà vẫn còn ném đá. Oh my god, mình nghĩ lại các cái cách như là xử bắn hay là ném đá này, tức là phải nhờ tới một người khác để xử tử cái người đấy ấy. Thì tính ra là chính cái người thực hiện này dù là theo mệnh lệnh nhưng mà cũng mang một cái điều chưa tốt về cho bản thân của mình. Nãy giờ thì mình để ý chắc là chỉ có cái treo cổ là tự cái người đó tự họ ra đi thôi đó. Iran tiếp tục là treo. Yemen bắn đó, thấy chưa? Nãy giờ mình để ý là nhiều người chọn treo đó, nhiều nước là chọn treo nhất. Và Malaysia tiếp tục là treo. Ê, cái gì đây? Philippines. Cái này có vẻ hay nhá. Tức là người tử tù sẽ được đưa vào trong một cái căn phòng, một cái căn buồng có khí ga. Vậy là đã tới giờ hành quyết rồi, hãy bước vào đi và tự người đó bước vào. Không nhìn thấy gì nữa. What? Cái gì đây? Phanh thây chia làm bốn. Ủa mà anh là hồi nãy có rồi mà. Cái này sao cờ mang dấu cộng màu trắng là của nước nào đây ta? Sau tìm hiểu thì trời đất, đây chính là Iceland. Đây là cái cách từ nãy giờ chúng ta mới thấy đó. Độc nhất từ nãy đến giờ luôn, cùng với cả ném đá mới thấy một lần thôi. Qatar tiếp tục là xử bắn. Afghanistan vẫn là bắn. Và Singapore là treo. Và Việt Nam của chúng ta cũng đã tới. Đấy, thấy chưa? Bà Trương Mỹ Lan bị tiêm thuốc. Vậy là hiện tại ở Việt Nam chúng ta đây chính là cái hình thức xử tử đây. Treo được nhiều quốc gia sử dụng ghê á. Jamaica. Sudan xử bắn. Ấn Độ lại tiếp tục treo. Nước thứ hai thấy chọi đá là Đài Loan. Trời ơi, Đài Loan cũng là một đất nước phát triển mà sao lại vẫn còn hình thức chọi đá này ta? Lạ nhỉ? Cuba xử bắn và Ai Cập tiếp tục là treo. Và như vậy là cũng hết rồi. À, theo như các bạn xem thì ở đây cái cách nào là bạn cho rằng là nhẹ nhàng nhân đạo nhất và cái cách nào là rùng rợn và không nên thực hiện nhất? Mọi người cùng để lại ở phần bình luận nhé.